Thưa quý vị và bà con nông dân, năm 2015 là năm mà ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang tiến hành tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để hướng đến mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân và nông thôn, áp dụng những giải pháp kỹ thuật hiện đại đưa vào sản xuất nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản xanh sạch. Do đó, trong quá trình thực hiện chương trình cây lạnh trái ngọt, chúng tôi hết sức cố gắng khai thác, chuyển tải đến quý vị và bà con nông dân những ưu điểm của quy trình kỹ thuật hiện đại, trong đó có quy trình sản xuất trong nhà màng và hình thức tưới nhỏ giọt do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang thiết kế ứng dụng, đem lại hiệu quả thiết thực. Sau khi đưa vào chương trình phát sóng và tham gia cuộc thi tác phẩm báo chí giải bông lúa vàng tỉnh Tiền Giang năm 2015 đã đạt giải khuyến khích. Chương trình hôm nay, mời quý vị và bà con nông dân cùng tham khảo lại hai quy trình kỹ thuật tiến bộ này. Trong thiết lập cơ sở hạ tầng phục vụ canh tác nông nghiệp, thì nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt tự động tỏ ra phù hợp với yêu cầu để phát triển nông nghiệp bền vững, cho phép kiểm soát đầy đủ và chặt chẽ hầu hết các thông số của quá trình sản xuất như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, khí carbonic, khí oxy, nhân dân. Kể cả việc sử dụng tối ưu đất canh tác để đáp ứng cho sự sinh trưởng, phát triển tốt nhất của cây trồng và kiểm soát được sâu bệnh hại để đạt sản lượng cao nhất. Hiện nay, nhiều nước phát triển đã và đang ứng dụng rất rộng rãi các mô hình nhà kính trồng rau, hoa, nhân dân. Ở Việt Nam, bà con nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp cũng đã áp dụng mô hình này vào sản xuất rau quả sạch và các loại hoa cao cấp. Theo kết quả khảo sát tại các hộ nông dân tham gia thí điểm quy trình này ở Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh cùng một số tỉnh phía Bắc nước ta cho thấy, trồng rau trong nhà màng kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt có thể trồng được quanh năm và có thể tăng thời vụ, kéo dài thời gian thu hoạch từ 5 lứa lên 7 lứa. Nếu làm tốt, năng suất có thể tăng gấp 4 lần. Hơn nữa, rau vừa đẹp vừa đảm bảo chất lượng, giá bán cao hơn lối sản xuất thủ công truyền thống. Vâng, thưa quý vị và các nông dân, để góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu như hiện nay, hướng đến mục tiêu xây dựng nông nghiệp xanh, cho ra sản phẩm nông sản sạch, chương trình xin giới thiệu ưu thế, công năng và hiệu quả của quy trình thiết kế nhà màng và hệ thống kỹ thuật tưới nhỏ giọt trong sản xuất rau màu do Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tiền Giang thực hiện. Chúng ta cùng tham quan chi tiết quy trình kỹ thuật này. Được sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao trong khuôn khổ của chương trình Nông nghiệp đô thị. Hệ thống nhà màng này được Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học Công nghệ Tiền Giang đưa vào ứng dụng từ năm 2012 để trồng các loại rau và dưa. So với sản xuất truyền thống thì nhà màng giúp cây trồng sinh trưởng tốt, hạn chế tối đa sâu bệnh, không còn phụ thuộc vào thời tiết như trước đây. Thưa anh, thì có mấy cái loại hay là có mấy kiểu mình để mình thiết kế cái nhà màng này ha? Hiện nay thì nó có rất là nhiều kiểu nhà màng, nó từ đơn giản tới những kiểu mà nó yêu cầu kỹ thuật cao. Yeah. Thì nó có thể là nó sẽ là cái loại là nó lạp bằng lưới, trên nóc lưới. Yeah. Và là nóc mình sử dụng cái polyethylene để cho không có mưa nhưng mà nắng nó vào được. Rồi có những loại nó đơn giản hơn. Thì mình chỉ sử dụng, mình tấn vách bên ngoài. Thưa anh, thì khi mình thiết kế cái nhà màng này, những cái vật liệu nào mình dùng để làm cái nhà màng này là phù hợp nhất ha? Rồi thì về cái nhà màng này thì mình có thể sử dụng một số loại, như là nếu mà làm kiên cố thì mình có thể sử dụng sắt thép, hoặc là mình sử dụng cái tầm vong cho nó giảm chi phí. Nhưng mà cái thời gian sử dụng nó thì sẽ ngắn. Rồi tiếp theo nó là mình sử dụng cái tấm lợp polymer. Để giảm mưa. Và cái sử dụng cái lưới này là cái lưới mắc cáo mình nhập từ Thái về. Cái này là đảm bảo cái quy cách là khoảng 64 lỗ cho 1 cm vuông này, để cho côn trùng nó không vào được. Đảm bảo cái cây mình nó sinh trưởng. Tuy chi phí khá cao, song giá trị sử dụng lại lâu dài. Điểm đáng chú ý là sau khi thu hoạch cần vệ sinh, tẩy rửa rong rêu bám trên màng nhằm đảm bảo ánh sáng, không khí đầy đủ cho cây trồng ở vụ mùa sau. Thành, thì em thấy cái lưới này nó dính nhiều rong rêu như vậy, thì khi mà nó dính rong rêu như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cây trồng của mình trong nhà màng không anh? Cái này thì nó không có ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nó sẽ làm giảm cái lượng nắng mà nó chiếu vào cây nhà của mình á. Sẽ làm cho cây kém phát triển.
Dạ. Thì cái này mình xử lý cũng đơn giản thôi, mình sử dụng nước mà có pha xà bông mình xịt nó rồi mình rửa thì nó sẽ ra hết thôi. Dạ. Nên anh có thể dẫn em tham quan trong nhà màng. Thưa anh, thì khi mình thiết kế nhà màng này, tùy theo cái diện tích mình thiết kế hay là mình thiết kế đại trong một cái khuôn viên nào đó anh? Cái đó thì tùy theo cái điều kiện cái đất của mình thôi. Dạ. Nếu mà cái đất mình rộng thì mình có thể làm cái nhà lớn, mà tùy theo cái khả năng đầu tư của mình á. Dạ. Tại vì cái đầu tư cái nhà màng này chi phí nó hơi cao. Dạ. Vậy thì đối với những người bà con nông dân mình sản xuất nhỏ lẻ như vậy thì anh có nên là mình thiết kế cái nhà màng này không? Bây giờ thì nói chung là mình nên thiết kế nhà màng, nhưng mà mình sẽ sử dụng những cái vật liệu nó rẻ tiền hơn thôi. Dạ. Dạ. Mình sử dụng cái đó thì rồi mình sẽ làm thời gian rồi mình đầu tư vô mình làm những cái hệ thống nhà màng nó kiên cố hơn. Dạ. Thưa anh, thì cái nhà màng này thì mình trồng những cái loại cây trồng nào là anh thấy là phù hợp nhất? Đối với nhà màng thì mình sẽ trồng một số loại rau ăn trái và rau ăn lá như dưa lưới nè, dưa leo. Yeah. Dưa leo, cà chua, ớt thì mình có thể sử dụng cái nhà màng, rồi cái loại rau ăn lá như cải, rồi một số loại rau mùi mình cũng có thể sử dụng nhà màng. Nhưng mà tùy cái loại cây, nhưng mà cái cây rau ăn trái này á thì mình sẽ sử dụng cái làm cái nhà màng nó kiên cố hơn. Yeah. Kiên cố, rồi cái những loại rau ăn lá thì mình sử dụng cái nhà màng nó đơn giản hơn, rồi chi phí đầu tư nó thấp hơn. Cùng với dưa hấu, dưa hoàng kim hay dưa lưới, hệ thống nhà màng này còn dùng trồng rau cải các loại. Nhờ có màn lưới bao phủ, điều tiết lúc mưa to, phân bổ ánh sáng hợp lý lúc nắng gắt, thậm chí giữ nhiệt độ ổn định, giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt, năng suất đạt tối đa, đúng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây cũng là tiêu chí quan trọng nhất của nông sản hiện nay. Cái năng suất khi mà mình trồng trong cái nhà màng và cái trồng ở ngoài trời như vậy thì anh thấy là cái năng suất nào nó cao hơn và cái sản phẩm làm ra nó chất lượng như thế nào anh? Cái năng suất thì bên trong là đương nhiên là nó sẽ cao hơn bên ngoài rồi, tại vì nó không có sâu bệnh. Thì cái cái thiệt hại mà do sâu bệnh gây ra thì nó sẽ không có, cho nên cái năng suất nó sẽ tăng lên. Thứ hai là cái điều kiện trồng ở trong cái nhà màng này thì nó phát triển rất là tốt, cho nên cây nó sẽ cho năng suất cao, rồi cái sản phẩm thì nó sẽ sạch. Dạ. Và an toàn cho người sử dụng. Dạ. Qua đây thì anh có cái khuyến khích gì gửi đến bà con nông dân mình khi mà áp dụng cái nhà màng này không? Dạ, thì đối với bà con nông dân hiện tại thì mình nên đầu tư một cái nhà màng đi để mình tạo ra những cái sản phẩm an toàn. Thứ nhất là cho người tiêu dùng, thứ hai là cũng để tạo ra cái sản phẩm sạch cho gia đình mình sử dụng luôn. Đồng hành với nhà màng là hệ thống tưới nhỏ giọt tự động. Chỉ cần một lần đầu tư thiết kế, lắp đặt, có thể sử dụng từ 5 đến 10 năm. Hệ thống bao gồm bồn chứa nước, ống dẫn và van tưới, bộ lọc, bộ điều khiển số lần và thời gian tưới trong ngày. Hệ thống tưới nhỏ giọt này có thể kết hợp với bộ phận cung cấp phân tự động, cung cấp dinh dưỡng cho cây trong lúc tưới nước. Thưa anh, thì cái kết cấu kỹ thuật của hệ thống tưới nhỏ giọt thì như thế nào hả anh? Cái hệ thống tưới nhỏ giọt này nó gồm có các bộ phận như là cái tham mơ, van từ, rồi bình chứa dinh dưỡng, rồi ống dẫn, rồi cái bộ lọc. Dạ. Thanh, thì mỗi một cái loại cây trồng mình thiết kế cái đường ống mà để tưới khác nhau hay là giống nhau hết hả? Cái ống nhỏ giọt thì nó có hai loại, tùy loại mình trồng, cái cây mình trồng. Ví dụ cây mình trồng vô bầu thì mình sẽ dùng cái ống cắm. Yeah. Còn mà cây mà trồng luống thì mình sẽ dùng cái ống nhỏ giọt, đầu nhỏ giọt. Dạ. Yeah. Thanh, thì tiếp theo là cái hệ thống vận hành như thế nào anh có thể là dẫn em vô xem. Rồi mình sẽ giới thiệu cái vận hành. Đây là cái hệ thống tưới nhỏ giọt, gồm có cái bình, đây là bình chứa dinh dưỡng ha. Yeah. Bình chứa dinh dưỡng mà nó pha dinh dưỡng trong đây. Yeah. Nó sẽ cấp qua cái ống này, cái van này ha, van này mình sẽ mở cái van. Là nó sẽ mình trong đây được. Có cái motor. Yeah. Motor nó sẽ bơm qua cái bộ lọc. Bộ lọc rồi nó qua cái ống đó thì nó cung cấp vô cái hệ thống. Yeah. Cái motor này mở được á thì mình sẽ nhờ cái timer này. Yeah. Mình có cái timer cài đặt. Yeah. Đây. Là thí dụ mình cài sáng, mình cài thí dụ cài 7 giờ. Yeah. 7 giờ thì lúc 7 giờ là cái timer này nó sẽ bật và cái điện nó sẽ chạy qua cái van từ. Yeah.
Cái van từ nó sẽ mở cái motor này. Motor mới bơm cái dinh dưỡng vô cái hệ thống. Nó thông qua cái lọc. Cần tưới bao nhiêu phút một ngày cho một cái cây tùy thời điểm. Ví dụ cây con á, thì mình tưới khoảng 1 lít. Còn cây mà tuổi mà sắp thu hoạch á, nó là trái gần thu hoạch rồi đó. Lúc đó sẽ mình tăng là tối đa rồi. Tăng tối đa có thể là lên 2-6 lít. Thì mình cài, mình rải cái thời gian ra, từ sáng cài tới chiều có thể tưới cài 10 lần, tưới 10 lần. Một tiếng đồng hồ mà tưới 2 lần. 10 lần tưới khoảng 40 phút vậy đó. Có hai cách tưới tùy vào chủng loại rau màu. Đối với các loại dưa và màu ăn trái, cần sử dụng cách tưới nhỏ giọt. Một đầu đường ống cắm vào bồn chứa nước, đầu còn lại cắm vào túi chứa giá thể như thế này. Muốn phát huy hiệu quả tưới cao nhất, cần tuân thủ kỹ thuật cắm ống cách rễ khoảng 4 cm. Thưa anh, thì khi mà mình tưới nhỏ giọt vậy thì cái ưu điểm của nó như thế nào hả anh? Trước tiên là mình tiết kiệm được cái lượng nước tưới. Đó là tiết kiệm khoảng 30-60% cái lượng nước tưới so với là mình tưới thông thường. Do cái hệ thống này nó tự động quá. Là mình cài đặt thời gian thì tự tới giờ cài thì nó bật điện và cái hệ thống tự động tưới. Thì mình sẽ không cần phải tốn công lao động đi tưới. Nên là tiết kiệm được cái công lao động. Thứ ba là cái cung cấp chỗ cái dinh dưỡng. Cái phân mình sẽ được hòa tan vào cái hệ thống. Nó hòa tan nên cái cây khi tưới vô cái cây thì cây sẽ hấp thụ tốt, nó sinh trưởng rất là khỏe. Và cái vì mình tưới nhỏ giọt nên là cái lượng phân mình tưới là cho nó vừa đủ. Vừa đủ cho cây. Còn mình ở ngoài mình thấy như mình rải với lượng nhiều á, có thể sẽ bị nhiều quá, bị sốc cây, bị trái cây. Lúc mà nó hết phân rồi á, nó bị hụt dinh dưỡng, hụt phân á, thì cây nó sẽ chậm phát triển lại. Ở đây là mình cung cấp liên tục, nó phát triển liên tục. Đây là cái cây ống cắm ha. Đây là loại ống cắm. Vậy thì mình cắm như thế nào mà để mang lại hiệu quả ha? Mình sẽ cái ống cắm này á, mình sẽ cắm cách cái rễ khoảng là 40 cm. Nếu mình cắm gần quá hoặc xa quá nó có ảnh hưởng như thế nào cây không? Nếu mình cắm xa quá thì cái lượng nước nó sẽ thấm nó tới cái gốc ít. Còn mà cắm gần quá thì có thể nó bị chèn cái mấy cái rễ, đứt rễ. Vậy thì mình có thời gian sử dụng được kéo dài khoảng bao lâu ha? Rồi cái thời hạn sử dụng á, khoảng mình sử dụng trong vòng khoảng là 7-10 năm. Cái hệ thống tưới nhỏ giọt có thể hơn nữa. Đối với rau ăn lá thì nên bố trí mỗi luống từ 3-4 ống nước có đường kính từ 21-27 ly. Trên các ống khoan những lỗ nhỏ khoảng 3 ly, khoảng cách đều nhau để cung cấp cho rau một lượng nước vừa đủ. Đây là cái hệ thống ống tưới nhỏ giọt. Ống tưới này là mình tưới cho cái luống. Nếu mình trồng cây đó phải trồng trên luống thì mình sẽ xài ống này. Trồng bầu thì giống như hồi nãy mình ống đầu cắm. Mình đầu tư như thế nào mà để mang lại hiệu quả cao ha? Để giúp người nông dân mà mình đầu tư thấp và mang lại hiệu quả cao. Cái hệ thống tưới nhỏ giọt thì giá thành nó cao, nhưng mình trồng thì năng suất nó sẽ cao và thu lợi nó sẽ nhanh. Mình khuyên là mình nên trồng liên tục. Trồng liên tục thì cái mình sẽ thu với cái chi phí lại nhanh hơn. Hệ thống tưới nhỏ giọt được các nhà khoa học đánh giá là bước đột phá so với cách tưới truyền thống. Nó không những cung cấp lượng nước đầy đủ, cố định, hạn chế tình trạng thừa hoặc thiếu nước. Như vậy sẽ tiết kiệm từ 30-35% lượng nước, tiết kiệm được công lao động, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Thưa quý vị và các nông dân, trên đây chỉ là hai trong nhiều giải pháp kỹ thuật xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa xanh, sạch, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tạo giá trị hàng hóa kinh tế cao, tăng thu nhập. Và đây cũng là xu thế tất yếu trong hướng đi của nền nông nghiệp Việt Nam. Chúng ta cùng tham khảo ý kiến sau đây của nhà chuyên môn. Vâng, thì trước đây thì chúng ta thấy là các cái nước tiên tiến thì họ cũng đã triển khai các cái mô hình sản xuất ứng dụng cái nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao, nghĩa là sản xuất trong nhà lưới mà mình điều khiển được.
Thì những cái mô hình này thì nó mang lại cái hiệu quả là rất cao, nghĩa là năng suất cũng rất cao và chất lượng cũng rất ngon. Nó cung cấp các cái sản phẩm gọi là chất lượng cao cho thị trường. Chúng ta đang dần theo cái hướng là phải sản xuất an toàn. Và cũng như là quý vị thấy là cái diện tích đất nông nghiệp hiện nay cũng vậy. Rồi cái sản xuất theo cái công nghệ cũ thì nó đã phải sử dụng khá nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Rồi đất đai nó cũng bị chai đi và chúng ta phải sử dụng những cái phương tiện mới. Cái hướng theo cái hướng là sản xuất theo cái công nghệ cao thì mới đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường chất lượng cao. Riêng đối với những mô hình như thế thì mình trồng trong cái điều kiện là mình khống chế được cái dinh dưỡng, nghĩa là trồng trong cái môi trường mà mình có thể điều tiết được dinh dưỡng, sử dụng cái hệ thống máy vi tính để kiểm soát cái nước, rồi kiểm soát dinh dưỡng của cây, rồi thông qua tưới thì mình cũng bón phân cho cây. Thì đây là cái mô hình phải nói là rất là hay. Và chúng ta kiểm soát được tất cả cái điều kiện mà trong quá trình sản xuất. Bởi vì nó được sản xuất trong nhà lưới cho nên nó ngăn các cái loại côn trùng mà truyền bệnh nó bay từ bên ngoài vào. Và ngay cả trong cái điều kiện kiểm soát như thế thì sẽ rất hạn chế được cái việc mà sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật để phun xịt. Đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng các cái chế phẩm vi sinh, rồi sử dụng các cái phân hữu cơ để có thể tăng cường cái dinh dưỡng cho cây. Và điều khiển cái hệ thống mà cung cấp dinh dưỡng cho cây như thế thì cái trái nó cũng đạt cái yêu cầu, thì đảm bảo là chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường chất lượng cao. Chương trình Cây Lành Trái Ngọt do Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con nông dân. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.